Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn cái hợp âm C7. Thì hợp âm này là nó cũng nằm trong cái vòng của đô trưởng và la thứ nha các bạn. Thì mình nghĩ cái tập hợp hôm nay thì các bạn cũng cần phải tập nếu như muốn bài hát nó hay hơn một tí. Rồi thì cái để mà bấm được hợp âm này đầu tiên là phải đi vào tọa độ đúng không? Thì mình có để tọa độ phía trên á, và bây giờ mình sẽ đặt tay theo nó nha. Rồi, thì các bạn dùng cái ngón giữa này, các bạn đặt vào dây 5/2, rồi ngón áp út các bạn đặt vào dây 3/2, và ngón út các bạn đặt vào dây 1/2, và ngón chỉ các bạn đặt vào dây 4/1 và đánh từ dây 5. Rồi thì hợp âm này bấm như thế nào? Thì đối với hợp âm này thì cái thiết tai nó khác với những cái hợp âm son pha trưởng cũng như là si thứ rồi bữa trước mình chia sẻ, nó khó một tí. Về cái cơ bản á, về bấm á, thì các bạn bấm không ngón nào thì bạn chạm dây đó thôi, không được chạm vào những dây khác. Ví dụ như là ngón chỉ chạm vào dây 4/1 thì chỉ được chạm vào dây đó thôi, không được chạm vào dây 3, không được chạm vào dây 3/1, nó bị trực. Đó, nguyên tắc như vậy. Thì cũng tương tự đối với những ngón kia. Thì để làm như vậy, về cơ bản thì các bạn hãy đạt những ngón tay này nó thành hình chữ U như này này, nó vuông góc như này này. Đó. Đó, mình phải đạt cái vuông góc như thế. Đó, các bạn sẽ thấy hai vuông gáp đúng không? Ừ. Rồi thì đó là bốn cái ngón đó, mình cứ đẹp lần lượt thôi, một ngón vào đây, một ngón vào đây, và một ngón vào đây, và một ngón vào đây. Rồi còn cái thế tay của cái con cái thì sao? Đó là mình đè lên luôn đúng không, tay của mình này. Đó, mình đè mình bo theo luôn, bo theo cái cần đàn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, mình ôm những cần đàn này. Đó. Đối với âm này là như vậy, đó là cách bấm của mình thôi. Thì mỗi người nó có mỗi cấu tạo tay các bạn, thì nó đều có mỗi kiểu bấm khác nhau, tuy nhiên về cơ bản là như vậy. Đó, rồi thấy không, nó đè theo luôn này, ôm mình ôm theo luôn á, rồi bấm thôi. Đó, thì cái âm này á, nó có một cái là mình đạt cho nó xen cả này. Nhiều khi còn tập này khó, ban đầu tập mình sẽ không được quen. Tuy nhiên các bạn hãy cứ đặt tay vào, các bạn đặt đúng vị trí rồi xong rồi mình cứ nhả ra, thở ra, đặt vào, thở ra, đặt vào. Các bạn làm vậy khoảng cỡ 10 lần là mình sẽ cảm thấy quen dần. Và mình cứ thả tay như thế này rồi mình đặt lại. Đó, mình đặt lại cũng 10 lần nữa. Rồi mình cứ làm như vậy mỗi ngày 10 lần, mỗi ngày 10 lần, thì mình nghĩ trong vòng 3 đến 5 ngày thì các bạn sẽ nhuyễn được cái băng đó thôi. Thì đó là cái chia sẻ của mình về cách bấm băng chi thứ. Thì nó cũng không khó đâu các bạn, thì các bạn hãy cố gắng tập nha. Rồi, ok, xin chào tạm biệt mọi người.